Con còn chưa dậy thì, nhưng sơ hở là nhận thông gia khắp showbiz. Hai gia đình này mà thành thông gia thì chấn động cỡ nào? Lisa hả? Lisa Guvin, trời ơi! Tiếc cả là giờ người ta nói là cái này là sắp đặt sẵn rồi chị Hà ơi. Cuộc đời chúng ta phải ghép với nhau rồi chị Hà ơi. Ê hê hê. Đẹp lắm chị Hà ơi. Ngày xưa là nó hơi xu xíu nhưng bây giờ đẹp rồi chị Hà. Chị Hà coi nè, ngày xưa là cái mặt nó hơi quạo, hơi chữ thề thôi, nhưng mà bây giờ đẹp rồi, thật sự. Trời ơi, gia đình Lê Dũng Lâm bây giờ là xà qua hết là gia đình Hột Hà. Trời ơi, đám cưới chấn động anh chị ha. Đợi phim 18 tuổi luôn là ba chị em làm đám cưới riêng luôn. Ý đám cưới chung luôn. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu ý anh không? Hiểu ý đâu không? Hiểu ý, mọi người hiểu ý em không? Ngày lành tháng tốt rồi, trời ơi, gả cho ba đứa, gửi quê cho chị Hà. Mà chị Hà hiền nữa, nhiều khi mà gửi mấy đứa này qua làm dâu cũng an tâm. Bà Lâm Dĩ Dạ là có xin là hả gửi cứ bánh mì xá xị. Thì hai đứa là đẹp trai quá trời, dễ thương quá trời. Mà bà Dạ bà dữ quá, bà bị chữ quá. Cho nên là không có dám gửi hai đứa này qua. Em ơi, lúc nãy chị nhìn thấy con em vẫn còn thức và đứng bán hàng cho mẹ chồng, chị xúc động quá em ơi. Cái khúc đó là chị thấy là chị cũng vô được rồi đó.